Xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, quý vị đại biểu, các doanh nghiệp cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi và tham dự chương trình lễ công bố kết quả khảo sát sản phẩm dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động nhằm khuyến khích sản xuất trong nước phát triển, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe đã tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng. Chương trình được thực hiện dưới sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và ngày hôm nay, sau 4 tháng thực hiện chương trình khảo sát, lễ công bố được tổ chức trang trọng tại đây nhằm quảng bá hàng Việt Nam và những đơn vị đã có nhiều cố gắng vì người tiêu dùng khi sản xuất, cung ứng ra thị trường các sản phẩm, những dịch vụ đáng tin cậy. Đến tham dự buổi lễ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Danh Vĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Về phía Bộ Y tế, xin được trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Cùng sự hiện diện của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo đại diện các tổng cục, cục vụ viện và lãnh đạo các hội, hiệp hội. Về phía đơn vị tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thiện Phúc, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thịnh, Tổng biên tập Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe. Xin được trân trọng giới thiệu lãnh đạo các hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng các tỉnh, thành phố phía Bắc, các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đến với buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt, chương trình được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các lãnh đạo đại diện doanh nghiệp có sản phẩm hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Đây là phần được chờ đợi nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam lên trao hoa và giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp nằm trong top đầu tiên. Xin trân trọng kính mời. Dẫn bánh trung thu Bình Trung đậm đà hương vị truyền thống. Xin mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý lương luôn phấn đấu không ngừng để khẳng định là một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, uy tín mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu của từng khách hàng. Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thọ Phát với trang phục lót nam thương hiệu Lasca Underwear, đa dạng về mẫu mã.